vợ chồng em rất là khó khăn trong cái quá trình để mang bầu. Đó thì cũng đã chữa chạy rất là nhiều nơi trong nhiều năm. Và cũng rất là may mắn khi mà được một người bạn đồng nghiệp trong công ty giới thiệu về Đức Nguyên Đường. Thì vợ chồng em cũng đã tìm đến Đức Nguyên Đường để khám chữa và lấy thuốc điều trị. Thì sau cái thời gian điều trị tại Đức Nguyên Đường thì thật sự là rất là may mắn và hạnh phúc khi vợ chồng em có tin là mang thai. Để phát triển nghề y và mong muốn cứu được nhiều bệnh nhân hơn, nên năm 1954, lương y Bùi Xuân Bổng đã mở một nhà thuốc tại 41 Phổ Doãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, lấy tên Đức Nguyên Đường với ý nghĩa là lấy chữ Đức để khởi đầu cho tôn chỉ làm nghề. Và trong lịch sử của mình, nhà thuốc Đức Nguyên Đường đã có một kỷ niệm, một dấu ấn và cũng là một vinh dự lớn lao khi trở thành nhà thuốc duy nhất được Bác Hồ tới thăm và chúc Tết. Khoảng độ gần 8 giờ tối thì tôi đang ở dưới nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra thì thấy có hai bác công an đi vào và sau đó là đến Bác Hồ. Cũng là một cái điều bất ngờ mà cho đến giờ tôi cũng không tự trả lời được. Vì sao lúc đó nhìn thấy bác lại có thể nhận ra được ngay và vội vàng nói ơ Bác Hồ và ôm lấy bác. Thế và bác đưa tôi đi vào trong gia đình. Lúc đó gia đình chỉ có mỗi mình tôi ở dưới nhà thôi. Ông nội, bà nội tôi đều đang ở trên gác. Mẹ tôi thì ở mãi dưới bếp. Thế và khi bác cùng với tôi vào đến giữa nhà đó, thì là tôi có gọi là ông tôi ở trên gác là ông ơi Bác Hồ đến. Và ông bà tôi là ở trên gác xuống và hai cụ gặp nhau ở chân cầu thang giữa nhà. Và có cái ảnh mà các bạn đã được xem đó là chụp ở đó. Thì gia đình chúng tôi quây quần bên bác. Đối với những bậc thầy lương y lâu năm trong ngành đông y cũng khẳng định nhà thuốc Đức Nguyên Đường là nhà thuốc gia truyền lâu đời, không chỉ có nhiều đóng góp vào sự phát triển cho nền đông y Việt Nam mà còn là niềm tự hào của giới đông y nước nhà.